Quý vị các bạn của VTV Cup thân mến, chúng ta hãy cùng đến với sân vận động Thống Nhất để cùng nhau theo dõi những diễn biến của vòng thi đấu thứ 22 giải vô địch bóng đá quốc gia Naibok V-League 1 mùa giải năm 2022. Và ngày hôm nay trên sân nhà thì câu lạc bộ Sài Gòn sẽ tiếp đón một đội bóng đang có một phong độ thực sự rất cao tại giải đấu hôm nay, đó là đội khách Hải Phòng. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với đội chủ nhà Sài Gòn. Đây là đội xuất phát của đội chủ nhà Sài Gòn trong trận đấu ngày hôm nay, vẫn là một sơ đồ 3 trung vệ và đội hình 3-4-3 được huấn luyện viên Phú Thanh Phương thiết lập cho Sài Gòn. Còn đây là đội xuất phát của đội khách Hải Phòng. Trung Hiếu đã quay trở lại sau một trận đấu bị treo giò vì án phạt treo giò vì 3 thẻ vàng. Không thể không kể tới cái tên Di Mario mà ngày hôm nay Di Mario đeo băng đội trưởng của Hải Phòng. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Đội chủ nhà Sài Gòn ra bóng trước trong trang phục màu tím, bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Hoàng Thái Bình khá nguy hiểm. Coi! Một cội hết sức nguy hiểm, và người đã giải nguy cho khung thành của Sài Gòn chính là cầu thủ có chiều cao tốt nhất ở trên sân vào lúc này, Matheus da Silva. Tiền đạo cao tới 1m94, Silva đã theo sát với Joseph Epande. Hai vòng gần nhất thì Hải Huy đều ghi bàn. Đây là Châu Ngọc Quang, quá nhẹ. Đặc biệt là bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội vòng đấu trước là một bàn thắng rất đẹp mắt ở phút thứ 37. Pha sút bóng như trái phá của Hải Huy. Và trong trận đấu gặp Bình Dương cũng chính Hải Huy là cầu thủ san bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 28. Qua đó Rui Mario Godon ấn định chiến thắng 2. Rất hay, Mạnh Cương chậm mất rồi. Tình huống băng về rất nhanh để hỗ trợ cho hàng phòng ngự, đó là Châu Ngọc Quang. Một tình huống mà Mạnh Cường có rất nhiều những khoảng trống để có thể đưa ra những xử lý tốt hơn. Mạnh Cường đã hơi chậm và tình huống khống chế bóng đầu tiên của Mạnh Cường cũng không thực sự tốt. Và nếu như muốn dứt điểm tình huống này thì Mạnh Cường cần phải khống chế tốc độ của Di Mario. Quạt bóng thành công. Vẫn là Di Mario. Epade không được. Vừa rồi cũng chưa hiểu được là Di Mario dứt điểm hay là anh có một đường truyền cho Joseph Epande. Cùng xem lại tình huống này. Đó là một pha dứt điểm của Di Mario. Không được. Pha dứt điểm của Huỳnh Tấn Tài. Góc khá hẹp nhưng Tấn Tài cũng đưa ra một tình huống xử lý rất gọn gàng. Đó là một pha bóng rất nguy hiểm về phía khung thành của Đình Triệu. Ở vòng đấu trước, trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội, pha xử lý rất hay của Lê Mạnh Dũng. Căng ngang, không vào. Có vẻ như có phạt đền cho các cầu thủ Hải Phòng. Quyết định đã được đưa ra bởi trọng tài trưởng Vũ. Pha căng ngang của Mạnh Dũng, bóng đã đi đúng tay của một cầu thủ Sài Gòn trước đó. Chính xác là phạt đền, không có gì phải bàn cãi cả. Cánh tay của Công Thành đã dang ra quá rộng trong tình huống này. Di Mario rất căng, tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Hải Phòng. Bàn thắng thứ 17 của Di Mario tại giải đấu năm nay. Và đây cũng là tình huống thứ tư mà Di Mario thực hiện thành công trên chấm đá phạt 11m cho Hải Phòng tại V-League năm 2022. Cho dù ở trận đấu gặp Bình Dương tại vòng thi đấu thứ 20 thì Di Mario cũng đã không thành. Ở vòng đấu này thì Hà Nội đối đầu với Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Đánh đầu. Côi! Phạt góc cho các cầu thủ Sài Gòn. Người dứt điểm đó là trung vệ Văn Đạt. Đánh đầu. Côi! Không được.
Bóng đã nằm gọn trong tay của Đình Triệu. Rất hay. Dứt điểm. Tiếp tục là một tình huống táo bạo nữa đến từ Lê Mạnh Dũng. Bàn thắng của Hải Phòng vào lúc này có công rất lớn của Lê Mạnh Dũng với tình huống đột phá rất dũng mãnh ở những phút cuối hiệp 1. Tình huống căng ngang của anh, bóng đã đi vào tay của Công Thành. Phạt đền Osen. Đánh đầu. Coi. Không được. Và đầu cuối cùng của Công Thành, bóng đi hơi cao so với khung thành của Đình Triệu. FAD, tôi xem FAD rất khéo, dứt điểm. Bóng đi chết khung thành của Văn Phòng. Lúc này thì đội hình của Sài Gòn đang dâng cao và đây sẽ là cơ hội để cho Hải Phòng có thể nghĩ tới bàn thắng thứ hai, bởi chất lượng nơi hàng công của đội bóng này là rất cao với những cái tên như là Rimario và Joseph Epande. Đánh đầu khá nguy hiểm, suýt chút nữa thì bóng tới được vị trí của Đỗ Melo. Đỗ Melo là một những tiền đạo chớp thời cơ rất tốt trong vòng cấm. Thời gian thi đấu vẫn còn đủ để cho Sài Gòn có thể nghĩ tới bàn thắng sang bằng tỷ số. Người chạm bóng đầu tiên đó là Việt Phong. Quá người. Trung Hiếu tắt bóng. Đánh đâu? Không vào. Mọi thứ đã được diễn ra khá hoàn hảo cho tới tình huống dứt điểm cuối cùng của Rimario. Văn Minh và Trung Hiếu đã tạo ra một đường bóng tốt ở phía anh lang cánh phải. Chúng ta hãy tìm nhìn lại cách mà Trung Hiếu đã hướng trái bóng tới vị trí của Rimario. Rất đáng tiếc. Văn Minh, Triệu Việt Hưng. Việt Hưng. Rất tiếc là bóng đi đúng lưng của một thủ phòng ngự bên phía Sài Gòn. Rất may là bóng đã bật lũ vai của Liễu Quang Vinh. Treo bóng. Đánh đầu. Sẽ là phạt góc. Vừa rồi là một tình huống đánh đầu phòng ngự của Bùi Tiến Dũng, chứ không phải là một pha chạm bóng của một cầu thủ bên phía Sài Gòn. Rất tập trung ở những tình huống cố định. Trung Hiếu. Văn Minh. Khá hay. Triệu Việt Hưng. Quạt bóng rất dẻo. Không được. Thì một dứt điểm ngay của Triệu Vĩ Hưng. Văn Phòng đã rất cảnh giác với tình huống bóng vừa rồi. Không được. Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Triệu Vũ đã vang lên. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Hải Phòng tiếp tục có được 3 điểm và chuỗi trận đấu quá ấn tượng của họ. 11 trận bất bại